Vụ xe câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp nạn khiến ba thành viên ra đi mãi mãi. Nỗi đau, những giọt nước mắt của người ở lại có lẽ sẽ dai dẳng chẳng thể nào vơi. Sự cố giao thông nghiêm trọng của chiếc xe chở ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với xe ben hiện vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân được xác định do tài xế xe ben chủ quan, thiếu quan sát. Sau vụ tai nạn, huấn luyện viên Dương Minh Ninh, một người đàn ông tận tụy, hết mình vì công việc, và bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về nhà làm lễ an táng. Còn tiền đạo Paulo Madeira Oliveira hiện đang chờ người thân từ Bồ Đào Nha sang đón anh trở về. Đối với Paulo, trận đấu với Sông Lam Nghệ An vừa qua là trận đấu cuối cùng của anh trong một mùa giải mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi được 6 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp đội Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng. Bạn gái Tammy của anh ngồi sụp dưới gốc cây, khóc nghẹn vô cùng đau xót khi mất đi người chồng sắp cưới. Lẽ ra sau khi về từ Nghệ An, Paulo dự định sẽ đưa cô về Bồ Đào Nha làm lễ cưới. Chỉ còn vài tháng nữa, vậy mà Paulo lại ra đi. Có thể nói sự ra đi đầy đáng tiếc này như để lại một khoảng lặng vô cùng lớn. Với những người ở lại những ngày tháng sau này, nước mắt và nỗi đau sẽ dai dẳng thật khó để nguôi ngoai.